Trại bò Tư Chiến kính chào khách, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2021. Mình sẽ anh khách này ở dưới Mỏ Cày Nam. Chợ Thơm mình lên bắt bò hủ héo hay là lên bắt bò. Chuẩn bị lên xe. Trời ơi em bán Phương ngủ nào. Anh mở lên thì nhóc luôn.